Thank you, xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ được phát sóng trên kênh truyền hình FBNC. Mở đầu phần 1 của bản tin ngày hôm nay, hãy cùng Thanh Kiều điểm qua những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, cùng những tin tức quan trọng trên thị trường dầu. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trên sàn giao dịch chứng khoán ở khắp các thị trường. Phố Wall nới rộng đà tăng khi chỉ số S&P 500 có phiên tốt nhất kể từ tháng 6. Giá dầu tiếp tục tăng mạnh khi nguồn cung tại Mỹ giảm. Theo chuyên gia, nếu ông Biden thắng thì nên giải ngân vào dệt may, nếu ông Trump thắng, giải ngân vào bất động sản. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về thị trường và các phân tích chuyên sâu cùng FBNC Việt Nam trong chương trình Giờ Kết Sổ ngày 5 tháng 11. Mở đầu sẽ là những thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Tổng công ty đầu tư phát triển xây dựng mã chứng khoán DIG sẽ thực hiện bán toàn bộ gần 8,26 triệu cổ phiếu của quỹ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Theo đó, nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định hiện hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 năm 2020. Trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc vì dịch COVID-19 cuối tháng 3, DIG là một trong những doanh nghiệp mạnh tay đỡ giá bằng việc mua vào cổ phiếu quỹ. Công ty đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu, nhưng chỉ mua được gần 8,26 triệu đơn vị trong thời gian là ngày 27 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. Giá mua bình quân là 10.918 đồng một cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị tiền hơn 90 tỷ đồng. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu DIG từ 2016 đến nay. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận hợp nhất trước thuế 9 tháng gần 114 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng mẹ 9 tháng đầu năm đạt 35,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SCB trích lập 1.963 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên hơn 13.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ, thu nhập lãi thuần của SCB tăng 1.307 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 200 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán giảm nhẹ 2 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động giảm khác là 3.069 tỷ đồng, chủ yếu do năm 2019 ghi nhận thu nhập từ hoạt động bán nợ, bán tài sản trả chậm. Tổng công ty May 10, công ty cổ phần mã chứng khoán M10 sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 17% vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Theo đó, với 30,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến M10 sẽ chi hơn 51 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Lũy kế 9 tháng đầu năm, M10 ghi nhận doanh thu thuần tăng 14%, đạt 2.782 tỷ đồng và lãi ròng giảm 19% xuống còn 42 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, M10 dự kiến mang về 2.700 tỷ đồng doanh thu và 45 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, dù chỉ mới kết thúc 9 tháng đầu năm, nhưng M10 đã vượt mức 3% kế hoạch doanh thu và vượt 13% kế hoạch lãi trước thuế năm 2020. Cùng đến với những thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới. Theo hồ sơ gửi đến tòa án Mỹ hôm ngày thứ Tư, hãng hàng không Mexico, Aeromexico đã yêu cầu tòa án Mỹ cho phép sa thải 1.830 nhân viên nhằm vượt qua những cú sốc kinh tế từ cuộc khủng hoảng COVID-19. Aeromexico cho biết đề xuất sa thải 855 nhân viên công đoàn và 975 người khác không thuộc công đoàn. Dù vậy, công ty không nói rõ vị trí nào phải rời khỏi. Đề nghị này dự kiến sẽ khiến Aeromexico mất 31 triệu đô la tiền trợ cấp thôi việc. Thế nhưng, về lâu dài, hãng sẽ tiết kiệm cho công ty 44 triệu đô la mỗi năm. Vào tháng 6, Aeromexico đã bắt đầu quá trình tái cơ cấu theo chương 11 tại Mỹ, trở thành hãng hàng không Mỹ Latin thứ 3, nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Và kể từ đó đã nhận được sự chấp thuận cho khoản tài trợ lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Theo các báo cáo được gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Mexico, Aeromexico đã giảm lực lượng lao động gần 2.000 vị trí trong quý 2 và cắt giảm thêm 96 người trong quý 3. Cổ phiếu của CK Hutchison Holding đã tăng mạnh nhất trong gần 8 tháng sau thông tin công ty sắp đạt được thỏa thuận bán tòa nhà của mình ở châu Âu cho Telnet Telecom SA của Tây Ban Nha với giá khoảng 10 tỷ euro, tương đương 11,7 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu của tập đoàn đã tăng tới 8,9% vào thứ Năm trên sàn Hồng Kông, Trung Quốc, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ngày 20 tháng 3. Theo hồ sơ được công bố, tập đoàn đã đạt được thỏa thuận quan trọng về các điều khoản của một giao dịch tiềm năng, mặc dù cho họ chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Telnet đã xác nhận các cuộc đàm phán nhưng không tiết lộ giá trị.
Nếu thương vụ này thành công thì có khả năng giúp cho CK Hutchison huy động tiền mặt, cắt giảm nợ và cũng có thể chi trả cho việc nâng cấp mạng 5G đầy tốn kém. Điều này được cho là rất cần thiết khi mà các hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn như cảng và bán lẻ đã bị ảnh hưởng bởi suy thoái thương mại, du lịch suy giảm do căng thẳng Mỹ-Trung, đại dịch COVID-19 và bất ổn chính trị ở Hồng Kông. Lãnh đạo công ty này đã tìm cách kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền mặt sau khi báo cáo thu nhập ròng giảm 29% trong nửa đầu năm. Ford Motor sẽ công bố doanh số bán xe tại Mỹ hàng tháng cũng như hàng quý. Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi nhà sản xuất ô tô Detroit theo chân đối thủ cạnh tranh của mình, General Motors, chuyển hoàn toàn sang báo cáo doanh số hàng quý. Một số nhà sản xuất ô tô khác, bao gồm Ford Chrysler và Volkswagen cũng đã làm theo. Người phát ngôn của Ford Stratdev cho biết sự thay đổi này là nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin cập nhật thường xuyên hơn về doanh số bán hàng và hàng tồn kho của đại lý tại Mỹ trong thời kỳ đại dịch. Điều này cũng được thực hiện sau khi giám đốc điều hành mới, ông Farley, đã hứa với phố Wall sẽ minh bạch hơn. Đây cũng là điều mà người tiền nhiệm của ông, Jim Hackett, đã bị chỉ trích vì đã không làm. Sau đây là một số thông tin nổi bật về thị trường dầu. Giá dầu tăng gần 4% trong phiên ngày 4 tháng 11 sau số liệu cho thấy tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh. Chốt phiên ngày 4 tháng 11, giá dầu Brent tăng 1,52 đô la Mỹ, tương đương 3,8% lên 41,23 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI tăng 1,49 đô la Mỹ, tương đương 4% lên 39,15 đô la Mỹ một thùng. Cả hai loại dầu đều tăng mạnh sau số liệu cho thấy rằng tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 8 triệu thùng do bão Zeta khiến sản lượng tại vịnh Mexico suy giảm. Đồng thời, xuất khẩu dầu thô trong tuần trước của Mỹ cũng giảm 1,2 triệu thùng, xuống còn 2,3 triệu thùng, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2020. Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi khả năng các nhà sản xuất dầu OPEC và Nga có thể xem xét trì hoãn sản lượng tăng dầu theo kế hoạch của OPEC Cộng từ tháng 1 năm 2021. Do làn sóng virus corona thứ hai đã ngăn chặn sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu. Trước đó, OPEC Cộng đã đồng ý cắt giảm 2 triệu thùng một ngày, từ mức hiện tại là 7,7 triệu thùng một ngày từ tháng 1 năm 2021. Ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về những diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào ngày thứ Tư, ngày 4 tháng 11, ngay cả khi cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn chưa có người chiến thắng rõ ràng. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 367 điểm, tương đương 1,34% lên 27.847 điểm. S&P 500 tăng 74 điểm, tương đương 2,2% lên 2.443 điểm. Nasdaq tăng 430 điểm, tương đương 3,85% lên 11.590 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của S&P 500 kể từ ngày 5 tháng 6 và của Nasdaq kể từ ngày 14 tháng 4. Nhóm cổ phiếu tăng trưởng với nhiều cái tên lớn trong lĩnh vực như công nghệ tăng 4,31% do nhà đầu tư tin chúng tiếp tục vượt trội so với nhóm cổ phiếu giá trị như những tháng gần đây. Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 4 tháng 11 là 10,39 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình là 9,09 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó. Sau đây sẽ là một vài thông tin về thị trường chứng khoán Á trong phiên ngày 5 tháng 11. Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Các nhà đầu tư vẫn tập trung vào cuộc bầu cử Mỹ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, Trung Quốc dẫn đầu đà tăng trong các số thị trường chính của khu vực với mức tăng là 3,25%, đóng cửa ở 25.695 điểm. Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng tiếp tục đà tăng. Shanghai Composite tăng 1,3% lên khoảng 3.320 điểm. Shenzhen tăng 1,72% lên 13.894 điểm. Còn tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,73%, khi kết thúc ở mức 24.105 điểm, trong khi chỉ số Topic kết thúc ngày giao dịch cao hơn 1,39% ở mức 1.649 điểm, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2,4%, đóng cửa mức 2.413 điểm. Trong khi đó, cổ phiếu tại Úc tăng, chỉ số ASX 200 tăng 1,28%, đóng cửa mức 6.139 điểm. Cổ phiếu của các công ty công nghệ ở châu Á tăng mạnh vào thứ Năm, sau mức tăng mạnh mẽ được chứng kiến qua đêm trên phố Wall. Tại Hồng Kông, cổ phiếu của Alibaba đã tăng 6,28%, mức tăng của cổ phiếu đến sau khi giảm 7% vào thứ Tư, khi đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến của công ty con Ant Group bị đình chỉ do những lo ngại về quy định. Trong khi đó, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent cũng tăng 6,2%. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của tập đoàn SoftBank Group tăng vọt 5,13%, cổ phiếu Kakao Game tại Hàn Quốc cũng tăng 4,15%. Mời quý vị cùng quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng giá nhờ lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn VEC, VNM, VRE. Trong phiên sáng có sự phân hóa giữa hai sàn, tuy nhiên áp lực bán tại nhóm ngân hàng về cuối phiên đã khiến VN Index đóng cửa trong sắc đỏ. Các mã tác động mạnh nhất đến thị trường phải kể đến là BID,
GVR, HBG. Ngoài ra, việc các mã ngân hàng khác bị bán mạnh trong phiên, ACT cũng gia tăng áp lực giảm lên thị trường như CTG, TCB, VPB. Cổ phiếu của VN30 giao dịch kém khởi sắc trong phiên ngày hôm nay với sắc đỏ chiếm ưu thế. Kết phiên, VN Index giảm 2,01 điểm, tương đương với 0,21%, xuống còn 937,75 điểm. HNX Index giảm 1,24 điểm, xuống 136,3 điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Giờ Cách Sổ. Và để hiểu rõ hơn về những tác động cũng như những xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán, hãy cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với chuyên gia trong phần 2 của chương trình. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Giờ Cách Sổ. Ngay sau đây, hãy cùng Thanh Kiều theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Lê Nhi với ông Lê Văn Cập đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe những phân tích chuyên sâu về phiên giao dịch chứng khoán ngày 5 tháng 11 năm 2020. Vấn đề đầu tiên, xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Vâng, thưa anh, thì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra rất là căng thẳng và hiện nay thì ông Biden dường như đang chiếm cái ưu thế và thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm, dường như là đang ủng hộ cho cái sự đắc cử của ông. Trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam ngày hôm nay, thì tâm lý nhà đầu tư chúng ta bị chịu tác động như thế nào về cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ạ? Thị trường trong mấy phiên gần đây thì phải nói là chứng khoán toàn cầu thì cũng hướng đến cái cuộc bầu cử của tổng thống Mỹ diễn ra, và phải nói trong 2-3 ngày nay thì toàn thế giới đang ngó nhìn vào cái thị trường chứng khoán Mỹ này giữa hai Biden và ông Trump. Thì cái lá phiếu đã cũng đã hướng đến cái Biden, thì cho nên là thị trường phải nói là biến động rất là mạnh. Các phiên gần đây thì phải nói rằng là thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng rất là tốt, như phiên hôm qua thì cũng tăng trên 1-3% trong tất cả các chỉ số. Thì một cái chỉ số mà đo lường cái sự sợ hãi và của nhà đầu tư, tức là chỉ số VIX, thì nó cũng đo lường vào ngày thứ ba thì cũng tầm 30-35, mà sau đó ngày thứ tư cũng giảm xuống còn 29,64. Thì lúc này cũng là hàm ý rằng là cái mức độ mà để ảnh hưởng giữa cái cuộc bầu cử giữa hai ứng viên thì cũng đã giảm đi cái rất là nhiều. Và quay lại chứng khoán Việt Nam thì phải nói hôm nay là chứng khoán Việt Nam trái chiều với chứng khoán thế giới. Chứng khoán Việt Nam cũng đầu phiên thì cũng có sự phân hóa giữa hai cái chỉ số VN-Index và HN-Index. Nhưng mà cuối phiên thì tại sàn tất cả các cái thị trường của cái chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã giảm điểm hết. Và tổng hôm nay thanh khoản thì cũng thiếu tích cực, thì tầm tổng thị trường cũng tầm 6.900 tỷ. Và một điều nữa là hôm nay phải đến từ các cổ phiếu nhóm ngành như là bán lẻ và bất động sản và nhóm ngành dịch vụ và ăn uống. Thì phải nói rằng hôm nay cái nhóm cổ phiếu như là Vinamilk, Masan và Vincom, thì ba cổ phiếu này có sự tăng điểm. Ngược lại thì nhóm cổ phiếu giảm điểm rất là nhiều, như là nhóm cổ phiếu ngân hàng, hóa chất và bất động sản khu công nghiệp giảm khá là sâu. Thì phải nói điển hình như là BIDV, CTG, Techcombank, rồi VBank, rồi nhóm cổ phiếu ngành thép cũng đã giảm rất mạnh. Và phải nói rằng là cái cuộc bầu cử này thì phải nói cũng diễn ra thì theo tôi thì cũng nó cũng làm tâm lý nhà đầu tư để mà mục đích là quan sát là chính. Và điểm số hôm nay thì phải nói rằng là đến từ cái những cổ phiếu là vốn hóa lớn nằm trong thường trong rổ bên 30 là nhiều, còn đa số các cổ phiếu là tầm trung và nhỏ thì giảm điểm khá là sâu, trên 1-2%. Thì thị trường hôm nay nói rằng là theo tôi diễn ra cũng bình thường, không có gì đáng quan ngại với cái cuộc bầu cử của tổng thống Mỹ vừa qua. Vâng, thưa anh, thì sau chuỗi ngày khối ngoại bán ròng thì hôm nay dường như là cái dòng tiền của khối ngoại nó đã tích cực hơn một chút xíu. Thì theo anh, cái sự chuyển biến này nó có tác động đến thị trường ra sao? Xét về cái dòng tiền của khối ngoại mà phải nói rằng là kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 cho đến phiên ngày hôm nay, thì phiên hôm nay khối ngoại quay lại mua ròng gần 100 tỷ, đó một điều rất là tốt. Mà sau 30 phiên liên tục bán ròng thì điều đó làm cho nhà đầu tư rất là lo ngại. Và khối ngoại quay lại mua ròng thị trường chứng khoán Việt Nam thì hôm nay là một cái tín hiệu tốt, nhưng mà cũng chưa nói đến được điều gì.
và một số cổ phiếu khối ngoại mua hôm nay phải nói là các cổ phiếu như MBB và BNG thì những cổ phiếu này thường hưởng hết rung, và cổ phiếu VIC thì hôm nay khối ngoại cũng quay lại mua. Cho nên ban đầu buổi sáng thì cái khối ngoại cũng mua trên 500 tỷ nhưng mà cuối phiên cũng lượng bán mạnh dần, và cuối phiên chốt lại thì tại sàn HODE thì khối ngoại bán ra cũng tầm khoảng là 80 tỷ. Thì phải nói là VIC là một trong những doanh nghiệp mà hàng đầu, cho nên là khối ngoại hôm nay cũng quay lại mua ròng trong thời gian qua. Và ngược lại Vinhome thì cổ phiếu ngoại thì bán ra. Thì Vinhome là một trong những doanh nghiệp phải nói là hiện nay cái giá của Vinhome, Vincom VIC thì nằm trong giá là tầm 104 đến 105 ngàn. Thì cũng nhà đầu tư nước ngoài cũng khá là đầu tư vào cổ phiếu này. Thì cổ phiếu này cũng đã đi ngang và tích lũy trong cái vùng giá 103, 104. Và cái hướng mà kháng cự cho cổ phiếu này 114 đến 120. Thì vùng hỗ trợ giá rất là tốt, cổ phiếu VIC là vùng 85 cho đến 86 ngàn. Cho nên hiện nay về xu hướng kỹ thuật và có thể một mà trong một chuỗi tăng giá cho cổ phiếu VIC, cho nên nhà đầu tư khối ngoại cũng đổ tiền vào và để kỳ vọng cái VIC một trong những doanh nghiệp mà sẽ kỳ vọng cho giá cao hơn sắp tới. Vâng, thưa anh, thì sau khi mà có cái kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì anh dự đoán xem là nó sẽ tác động đột biến như thế nào đối với thị trường chứng khoán thế giới và lan tỏa sang thị trường chứng khoán Việt Nam, thì những cái phiên sắp tới thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái diễn biến ra sao? Theo tôi, nếu mà thuộc về cái đảng Dân Chủ thì một trong những cái mà cái điểm tích cực thì đối với Việt Nam thì cũng rất là tốt. Vì thời Barack Obama thì cũng đã xây dựng những cái hiệp định là CPTPP thì đến với những cái doanh nghiệp mà rất là hỗ trợ rất mạnh ở trong nước, như các ngành như dệt may và thủy sản, các ngành da giày xuất khẩu vào các cái nước mà các hiệp định này. Nhưng mà lúc mà Donald Trump lên thì ông bác cái hiệp định này, và khi ông Donald Trump cũng đang hiện hữu, mà nếu mà còn tiếp tục mà quay lại để nhiệm kỳ mới thì cái nhóm ngành mà phải nói cũng khá là tích cực trong hiện nay thì có nhóm ngành bất động sản khu nghiệp. Thì cái làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sẽ dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Vậy hai cái ứng viên này thì theo tôi nếu ai đó làm tổng thống thì cũng hỗ trợ rất nhiều đến với cái thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó một số cái cổ phiếu, một số nhóm ngành được hưởng lợi. Nếu mà ông Donald Trump tiếp tục ông tồn tại làm thì các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản công nghiệp cũng sẽ là tích cực. Và ngược lại thì cái đảng Dân Chủ ông Biden, nếu mà ông tiếp tục quay lại để mà giành chiến thắng thì theo tôi thì cái nhóm ngành như là các cái cổ phiếu như ngành dệt may và da giày thì cũng sẽ kích thích được các doanh nghiệp để mà xuất khẩu vào các cái thị trường mới đó. Thì theo tôi với cái thị trường mà sắp tới, mà nếu cái kết quả như thế nào đi nữa thì theo tôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến với thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì hiện nay thì cái vĩ mô của chúng ta rất là tốt. Và phải nói năm 2020 là một năm là phải khác biệt. Thì hiện nay năm 2020 là một năm đại dịch của toàn cầu, Covid. Cho nên cái tài khoá quý của Mỹ thì chắc chắn là phải bơm tiền ra, phải làm cho các cái doanh nghiệp và người dân sẽ sống lại. Nói chung là các doanh nghiệp hiện nay đại dịch cũng rất là khó khăn. Cho nên là nếu mà giữa hai tổng thống đó mà nếu mà có ai đó mà đã đạt giành được tổng thống thì cũng phải có những cái gói kích thích mới để làm cho nền kinh tế sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên với tại Việt Nam cũng thế. Thì tại Việt Nam các ngành nghề như phân bón trong nhiều năm qua thì các ngành phân bón phải nói là cũng đang chờ đợi một cái thuế suất rất là tốt theo cái Bộ Tài chính đề xuất. Nhưng mà chính phủ Việt Nam cũng đã cân nhắc và vừa qua thì Thủ tướng cũng Nguyễn Phúc đã thông qua cái thuế suất 0,5% đối với cái ngành phân bón. Thì ngay tới cái nhóm ngành phân bón của chúng ta thì cũng đã có sự tích cực, nên để hỗ trợ rất là tốt đến ngành phân bón này. Thì theo tôi thì chính phủ Việt Nam cũng đã liên tục bơm tiền vào và có thể làm tốt về vĩ mô, cho nên có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp để mà hoạt động và có thể cạnh tranh cùng với khu vực mà thế giới. Cho nên nếu mà giữa cái cuộc bầu cử như thế nào thì nữa thì chứng khoán Việt Nam theo tôi sắp tới năm 2021 vẫn là tích cực và một xu hướng tăng chung và dài hạn. Còn về trong ngắn hạn có thể là nó ảnh hưởng với cái những cái mốc hỗ trợ, ví dụ là hiện nay là ví dụ 930 điểm là mốc hỗ trợ khá là tốt. Còn những mốc kháng cự là 906-907 điểm. Thì nhà đầu tư cũng cân nhắc những cái mức hỗ trợ vùng giá của VN-Index này để cũng có thể cân nhắc và giải ngân và đầu tư. Vâng, xin cảm ơn anh vì những thông tin rất bổ ích vừa rồi.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Giờ Kết Sổ cũng đã hết. Thanh Kiều xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Giờ Kết Sổ tiếp theo.